Và hôm qua, huấn luyện viên Kim Chi, huấn luyện viên thủ môn Kim Hồng, tiền đạo Huỳnh Như và các cầu thủ khác của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã hội quân cùng với đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như cùng với các đồng đội sau đó đã nhanh chóng bước vào tập luyện. Cũng trong buổi tập vào chiều qua, đội tuyển đã bầu ra ban cán sự với đội trưởng Huỳnh Như, các đội phó Kim Thanh, Hải Yến và Diễm My. Cựu cầu thủ của Lanh FC và các cầu thủ vừa hội quân tập luyện trong phòng gym, trong khi những gương mặt tập trung từ trước đó tiếp tục rèn các bài về kỹ, chiến thuật. Đáng chú ý, khi đội ngũ trợ lý cho huấn luyện viên Mai Đức Chung có sự xuất hiện của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển nữ trong đợt tập trung lần này. Đội tuyển dự kiến sẽ lên đường đi tập huấn tại Cộng hòa Séc vào ngày 1 tháng 9.